Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ mở hộp đèn chiếu sao 360 độ. Nó sẽ biến căn phòng của bạn trở thành một bầu trời sao lộng lẫy, đến những dải ngân hà bí ẩn hay ở giữa một đại dương mênh mông chỉ bằng một nút nhấn. Và đơn hàng này mình đặt trên Shopee sẽ có nội dung là đèn ngủ chiếu sao đại dương vũ trụ lung linh huyền ảo. Đầu tiên mình sẽ có một cái hộp với tông màu trắng, rim rồi dách xanh lam, đèn chiếu giấc mơ. Cái hình demo sản phẩm của mình, 6 chức năng trình chiếu nè, có đèn và có âm nhạc. Bên đây thông số kỹ thuật. Ok, cái hộp nó khá đơn giản nha. Chúng ta sẽ mở hộp ra trên đây. Bên trong mình sẽ có là một vài món phụ kiện của nó. Còn đây sẽ là cái đèn của mình. Trong hộp vẫn còn thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa nha. Mình sẽ có những cái phụ kiện như sau. Đầu tiên, giấy hướng dẫn sử dụng đèn được viết bằng tiếng Anh nha. Một sợi dây cắp nguồn, chiều dài lên tới đúng 1 mét, chuẩn micro USB. Thêm một cái phụ kiện thú vị nữa, một cái bịch phim. Ok, ở trong đây mình sẽ có rất là nhiều những cái đoạn phim nha. Đây là phim vũ trụ huyền ảo, chùm sao con ếch nha, chùm sao con cá ngựa, bảo đảm chiếu lên là bao đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là phim đại dương mênh mông, rất là nhiều những cái sinh vật biển nha, con sứ nè, con rùa, sao biển, cá heo, cá voi, con cua. Chiếu lên là cái căn phòng mình nó sẽ biến thành cả một cái đại dương luôn. Phim này sẽ là phim Merry Christmas, phim Noel, phim Giáng sinh nha, cái hông Noel, người tuyết, ông già Noel. Nói chung nó sẽ dành cho những cái bữa tiệc về Noel. Đây, một cái bộ phim rất là thiết thực, rất là quen thuộc. Sinh nhật dùng trong những cái buổi tiệc sinh nhật. Happy birthday, bánh kem, món quà, bong bóng bay. Và đây là phim hoạt hình những cái chú ngựa nha, tràn đầy màu sắc. Cuối cùng là cái phim này nè, phim vũ trụ, có một cái con tàu phóng vũ trụ lên. Xung quanh nó sẽ là những cái hành tinh và trái đất mình thì ở đây. Chưa hết, ở trong bịch phim nữa mình cũng còn, đây, có thêm những cái nắp phim nha. Chủ đề của nó thì cũng tương tự như là những cái bộ phim vừa rồi. Happy birthday, chùm sao nè, Merry Christmas và vũ trụ bao la. Tổng cộng mình sẽ có 6 bộ phim khác nhau. Mình sẽ xem nhân vật chính của mình, một cái đèn chiếu sao, đèn chiếu phim vào ban đêm. Đây, hình dáng bên ngoài thì tròn vo như một trái táo nha. Chất liệu được làm bằng nhựa. Những cái nút chức năng của nó, một cổng micro USB, mở trái táo này ra. Đây, nhìn vào bên trong thì mình sẽ thấy được cái bảng điều khiển của nó, 3 cái bóng đèn LED nha. Đèn green nè, đèn màu xanh lá cây, blue, xanh dương và đèn màu trắng. 3 cái đèn này nó sẽ chớp tắt liên tục tạo ra một cái bầu trời sao huyền ảo của mình. Để xem 3 cái đèn này nó hoạt động như thế nào, các bạn có thể là sử dụng nguồn bằng củ sạc điện thoại hay là pin sạc dự phòng, cắm vào trong đây, ấn vào nút nguồn nè. Đó, một đèn cháy sáng. Chúng ta sẽ thay đổi cái chế độ chiếu sáng của nó, như là chuyển qua màu trắng nè, màu xanh dương. Và đây là cái chế độ mà cả 3 đèn cùng nhấp nháy. Nói chung thì nó sẽ có rất là nhiều những cái chế độ đèn khác nhau nha. Mình có thể thay đổi liên tục. Có thêm một cái chế độ là hình tròn nha các bạn. Ấn vào nè, là cái cốt này nó sẽ xoay. Đó, có lẽ là hơi khó thấy nha, tại vì cái cốt này nó bằng nhựa trong suốt. Gắn phim vào cho nó. Mình sẽ chọn một bộ phim mà mình thích nhất đi ha. Đây, phim Đại dương mênh mông, biến căn phòng của mình trở thành cả một cái đại dương. Gắn phim vào như thế này, hai cái chốt để chúng ta cài lại cho nó hình tròn. Tuy nhiên thì thật sự mình cũng không cần phải làm như vậy. Chúng ta chỉ việc là cuốn nhỏ nó lại, rồi bỏ vào bên trong cái cốt này, thả ra. Đấy, nó sẽ tự động bung ra vừa y với cái cốt. Trên đây sẽ có một cái vòng nha, lấy đúng cái bộ phim là Đại dương mênh mông, bỏ lên trên cái nắp này, đóng cái dòng kim cô của mình lại. Xong, như vậy là mình đã set up xong cái đèn chiếu sao của mình. Bây giờ là trời tối, sử dụng cái đèn này tốt nhất là ở trong một cái môi trường tối, càng tối càng tốt. Mở công tắc nguồn lên. Ở cái chế độ là chưa có mở nắp đèn ra thì chúng ta sẽ có một cái đèn ngủ, cái đèn trang trí để trên bàn, để trên giường tuyệt đẹp. Ấn vào cái nút xoay nè. Wow, một cái đại dương đang xoay ở bên trong một cái lồng đèn. Nó tự tự như là cái đèn táo quân đó. Ok, rồi bây giờ sẽ là cái chức năng tuyệt vời nhất của cái đèn khi mà chúng ta mở cái nắp đèn lên. Wow, cái đèn nó chiếu lên tường những cái sinh vật biển như là một cái đại dương mênh mông nằm ở trong cái căn phòng của mình. Không chỉ là một góc phòng, cả căn phòng mình luôn, 4 bức tường trên trần nhà cũng có nữa. Như là một cái đại dương vậy các bạn, rất đẹp nha. Đây, một cái con cá heo, dưới đó có con cua nhỏ nhỏ. Tiếp tục trôi qua sẽ là một con cá màu cam. Rồi, sẽ là một con sứ nè. Đây, một con sứ khổng lồ, siêu đẹp luôn. Mình sẽ lần lượt thử những cái đoạn phim còn lại. Còn tới
5 cái đoạn phim nha. Thử toàn bộ 5 đoạn phim cho các bạn xem. Và đây là phim Vũ trụ bao la với những cái hành tinh xa xôi. Đó, sao Hỷ nè, những cái ngôi sao nhỏ nhỏ. Tiếp tục sẽ là một cái ngôi sao màu xanh. Rồi, kế tiếp là một cái phi thuyền tên lửa nè. Đây, mình sẽ chờ đợi sự xuất hiện của trái đất, ngắm những cái bầu trời đầy sao, đầy những cái hành tinh. Ok, và kia là sự xuất hiện của trái đất, một cái trái đất màu xanh xanh đó. Và đây, cái chủ đề tiếp theo của mình sẽ là chủ đề đêm Noel. Đây, cũng sắp tới tháng 12 rồi nha. Tới ngày Noel mà chơi cái này, bảo đảm tuyệt đẹp luôn. Ok, chúng ta sẽ xem cái đoạn phim này có gì nào. Một ông già Noel. Đó, ông già Noel đang trôi qua. Rồi, sẽ có là người tuyết và cây hông Noel. Và chủ đề thứ tư của mình nha, chủ đề sinh nhật. Vào những cái bữa tiệc sinh nhật của bạn bè, của người thân, của gia đình hay là của chính bản thân mình đi ha, sử dụng cái đèn này làm cho cái bữa tiệc của mình trở nên lộng lẫy, trở nên ý nghĩa hơn. Đây, các bạn sẽ nhìn xem cái đoạn phim của nó. Thích nhất là cái logo Happy Birthday nha. Đó, nó chuẩn bị chiếu qua nè. Wow, Happy Birthday, nhìn bên ngoài nó tràn đầy màu sắc, cực kỳ đẹp. Rồi, kế đến là bánh kem sinh nhật. Sau cái bánh kem sinh nhật sẽ là một cái món quà cực đẹp luôn, tràn đầy màu sắc ở bên trong cái căn phòng của mình. Và chủ đề thứ năm của mình là chủ đề phim hoạt hình. Những cái con ngựa, ngựa bảy màu. Cái phim này nó sẽ phù hợp cho những mấy bé. Mấy bé nào khó ngủ, chúng ta sẽ dùng cái đèn ngủ này ru ngủ cho mấy bé lại, từ từ chìm vào bên trong cái giấc ngủ. Rất đẹp nha. Đây, chủ đề dải ngân hà. Chúng ta sẽ thấy một cái dải ngân hà tràn đầy màu sắc với những cái chùm sao, cũng không biết gọi nó là cái chùm sao gì. Và để ý nha, sẽ có những cái hành tinh xa xôi ở đằng xa, trít đằng xa nữa các bạn. Những cái chùm sao rồi những cái ngôi sao nhỏ nhỏ, nói chung là cả một cái dải ngân hà kỳ bí luôn, tràn đầy màu sắc ở trong cái căn phòng của mình. Ok, đây, không chỉ là một cái bức tường đâu các bạn, mình sẽ cho các bạn xem những cái bức tường khác nè. Đó, ở trên trần nhà nữa. Buổi tối nha, ban đêm nha, nằm ngủ ngắm cái dãy thiên hà này, bảo đảm là ngắm một hồi nó say say, một hồi là buồn ngủ luôn. Wow. Hay là các bạn sử dụng cái đèn này hát karaoke cũng rất là lãng mạn nha. Ok, cái chức năng đèn ngủ với cái đoạn phim là dãy ngân hà, các bạn sẽ thấy nó lộng lẫy và nó tuyệt đẹp như thế nào. Cái dãy ngân hà này nó có một cái chiều sâu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy y như là một cái dãy ngân hà thật sự đó. Có những cái ngôi sao ở gần, những cái ngôi sao ở xa. Wow, cả một cái vũ trụ ở trong cái lòng bàn tay của mình. Video của mình thì đến đây là kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái sản phẩm thú vị tiếp theo.